Kính thưa quý vị, giải vô địch thế giới guitar không khí thuộc về Nhật Bản, tên từ Ulunanimi 7C Nagura đã về hàng đầu khi những tay đàn guitar không khí xuất sắc nhất thế giới thi tài giành giải vô địch thế giới tại thành phố Oulu miền Bắc Phần Lan vào cuối tuần qua. Thanh niên 19 tuổi đã trở thành vô địch thế giới thứ 19 với đương kim vô địch Hoa Kỳ Mark Aristotle Burns về hạng nhì và vô địch guitar không khí thế giới 2013 Eric Min Melin Melin cũng từ Hoa Kỳ kết thúc ở hạng thứ 3. Giải vô địch guitar không khí là một sự kiện 4 ngày với các thí sinh quốc tế thi tài lên đến cao điểm trong phần bán kết Grand Finale tại quảng trường Rutaari thuộc trung tâm Oulu. Hàng ngàn người từ địa phương và du khách đã tụ họp tại đây để chứng kiến 16 thí sinh từ trên vòng quanh thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Nhật, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Bulgaria, Anh Quốc, Bỉ Quốc và Canada tranh tài cho giải thưởng chính là một cây đàn guitar điện làm bằng tay. Theo trang mạng chính thức của sự kiện, mục đích của giải vô địch thế giới guitar không khí là để vận động cho hòa bình thế giới. Theo ý thức của guitar không khí, thì những cuộc chiến sẽ chấm dứt, khí hậu không còn thay đổi và mọi việc xấu xa đều biến mất nếu tất cả mọi người trên trái đất chơi đàn guitar không khí.